Hai ông bà cô chú ơi, sáng nay hai mẹ con dậy sớm để đi quay hình cho chương trình của Chay. Để con mèo nó ngủ trên tay. Hello bà cô chú nè. Mèo bà cô chú nè, mèo nằm trên tay con. Ok. Ngoại ở nhà nha. Hai mẹ con sáng đi chiều về nha. Ngoại vô chắc. Ông ngoại cái chưa? Ngoại cái rồi đi. Rồi, chú nghe cô nói cái gì, trả lời cô rồi cho giỏi. Cho đi chiều về nha. Nói nha. Con cần lấy nước thêm không? Rồi, đúng nhớ đóng cửa. Đóng cửa cho điện mèo nó đi phải không? Rồi, ok. Con cần lấy thêm nước thêm ngoại lấy. Chay là sáng nay là đi quay cho chương trình của đài truyền hình HTV7 á, sẽ có chương trình là gọi là biệt đội to lớn, nên là chừng nào mà chương trình đó lên sóng á, Ngọc sẽ báo cho ông bà cô chú trước ha, ngày để mình ngày giờ để này kia để mình mở TV HTV7 lên coi em Chay ha. Còn nếu mà ai mà coi không kịp á, thì mình có thể chắc sẽ phát sóng lên lại trên cái kênh YouTube của MCV. À, ông bà cô chú, hôm nay là cái đồ này là đồ mà đài họ nói là mình phải mặc nè, quần với đồ thể thao, tại vì vô đây là vận động thử thách đồ nhiều. Rồi sáng sớm em bé ăn gì? Sáng sớm em bé ăn ổn mì không. Em bé là ăn là khó lắm. Ăn ổn mì không. Rồi uống hộp sữa, rồi xong. Đó, là rồi chút nữa trưa nay vô là có mấy cô có đồ ăn đồ uống, mấy cô lo. Mà ăn ổn mì không là khỏe rồi đó. Hả? Bữa nay quay là cũng ở bên cái đài của MCV, cũng cử bên quận 7 từ Gò Vấp của Ngọc mà đi qua quận 7 xa, đi cả tới tiếng đồng hồ, nãy giờ chưa tới đâu mà còn 22 phút nữa mới tới. Mà cái quay chương trình ngày hôm nay là quay bắt đầu từ 8 giờ sáng, quay cho tới 7-8 giờ tối mới xong ông bà cô chú, tại vì nó là nguyên hoạt động nguyên một ngày á. Nên này hôm nay là một cái ngày khá vất vả cho em Chay của mình. Nhưng mà Ngọc nhận lời á, là do Ngọc muốn em Chay có một chút gì đó kỷ niệm với lại những cái hoạt động ở bên Việt Nam. Rồi giống như có một cái chương trình truyền hình đó gì đó cho ông bà cô chú coi cho vui, khác với những cái video clip vlog riêng Ngọc. Sáng nay chiều dậy là dậy liền, bỏ em mèo ở nhà rồi, thương em mèo lắm. Tối hôm em mèo ngủ. Về ở nhà dặn chị Hai Gia Hân á, lại nhà giữ em mèo giùm cho em. Dặn bà Chiều là bà Chiều nhớ cho con mèo ăn giùm con. Rơm mèo ngủ cả đêm á ông bà cô chú ơi. Rồi đây nè, sau này nè, mai mốt mà đi nè. Đi về Mỹ một cái là thôi á, hai đứa nó chia tay trong bệnh rịnh luôn á. Rồi, tới phim trường của MCV rồi ông bà cô chú. Đây là nơi diễn ra những chương trình như là không phải gì đó. Bạn muốn hẹn hò đồ này kia, trời ơi nguyên cả một ekip mấy cô chú đợi kìa. Hai em rồi giờ lên lầu hả em? Chị vô đi lên luôn không? Dạ, ok. Nguyễn phải giấu bé đi để cho bạn nhỏ đi kiếm bé. Ồ vậy hả? Dạ. À rồi giờ đi giấu Chay đó. Giấu khách mời hả? Dạ. Nhưng em à cũng cột lại hả? À là giấu trên này hả? Chị có cần xuống dưới quay hình đồ này chi với mấy bạn không ta? Dạ chắc là không, giờ đang đeo. À. Ừ, sao? Yummy. Ăn đi. Nay đi chương trình biệt đội to lớn là ăn cái này đi. Ăn cái này cho cao lớn lên. Này là thạch canxi của Nhật các ông bà cô chú. Khoái ăn này lắm. Ngon hả con ha? Nó ngon không? Ngon. Phải không? Cái clip mà làm bể mình bông. Cái clip mình bông mà mát quá, trời mát phải không? Không, mấy cô coi con cái clip mà làm mát quá trời mát á. Rồi, ok, để mày dục cho. Này con đứng đây chú gắn đứt rô cho con nha. Rồi, dạ ăn cái đó đi, ăn đi, cứ ăn đi. Mà chuẩn bị nha. Rồi, có đẹp tôi biết hả?
Giờ là mình quay ở trong phim trường này luôn hả? Không có qua quận 2 em? Mới đầu tính qua quận 2 quay phải không? Không, không ạ. Quay lấy xuống đi. Còn giờ qua đâu hay không mới đi hả? Dạ em lên trên đầu 4 để không biết cho bác chơi cho nên đi xuống đó chị. Chay ơi, nhớ là chay. Cái gắn cái micro này là nói cái gì nó cũng bị dính vô trong đó nghe chưa? Nghe không? Nói bất cứ cái gì là bị dính vô ông cô chú nghe hết trơn luôn á. Chơi bữa nay chơi cho hết mình nghe không? Ủa cái này lịch phát sóng mình biết chưa em? Dạ. Lịch phát sóng mình biết chưa? Dạ, lịch phát sóng này sao hôm nay quay lại sẽ có lên lịch. À sao hôm nay lên rồi mới lên lịch á? Rồi đi. À chị ngồi đây hả? À. Rồi hồi nãy Ngọc có vừa quay xong cái cảnh chia tay chay. Giờ là sẽ được để chay ở lại với mấy cô chú của đoàn phim. Sẽ có một cô take care chay ngày hôm nay. Đang quay đó, đang quay hình này như vậy bà tiếng. Chị đang đứng ở đó ông bà cô chú. Bây giờ thôi đi về. Bạn nhỏ mới vừa bước xuống xe khóc quá trời. Không chịu xa mẹ. Tại vì mình phải bỏ để phải để tụi nó đó với lại mấy bạn luôn nguyên ngày luôn. Ăn uống lo lắng rồi mấy bạn lo hết trơn. Chiều qua đón nha. Trước khi xong một tiếng đồng hồ là mình lấy đi. Đi như vậy đó. Ba chay nha. Nghe bạn ngọc kim nè. Quá trời. Giờ đi về á, giờ này là cái giờ kẹt xe nè. Đường kẹt quá trời, từ nơi về tới nhà Ngọc chắc khoảng 36-40 phút nữa. Này câu này câu gì anh? Nên... Nhật. Mới xây á. Cầu Thủ Thiêm mới xây hả? Cái này mà chừng nào có đi qua MCV Ngọc mới đi ngang qua đây thôi chứ còn qua quay hình chứ còn thường thường cũng đâu có đi qua đây. Mọi người đang đi làm nè, 9 giờ rồi, 9 giờ chắc cũng chuẩn bị vơ vơ kẹt xe rồi đó. Bây giờ là 6 giờ tối rồi mọi người ơi, bây giờ mà mình sẽ đi lên xe đi qua quận 2. Giờ cái chỗ này là đang quay hình những cái đoạn cuối cùng ở bên này để quay qua bên sông á, để sông á. Rồi đi qua rước xe về. Có bà ngoại nè, có mẹ Ngân nè, có anh ba nè, đi rước em. Xin mến cập cả nhà mình nha. Thôi thôi. Anh ba chào bà cô chú hay con? Chào bà cô chú. Đúng rồi. Thôi mình đi lên. Rước em chay chay. Thôi đang lên. Thang máy đóng cửa. Ừ. Ở đây ra. Ok. Ồ. Sao bích bùng vậy? Ép. Thôi đừng nào. Đây để quay hình mà. Chỗ này khu trực tuyết là sao á? Bắt đầu là quay địa điểm ở bên trường quay MCV, xong rồi cái chở chay với mấy bạn qua bên quận 2 này nè. Chắc đây nè. Để không lấy cha máy móc mua cho xin cuối tuần qua đây nè. Đây nè, máy móc đây quá trời nè, các mấy bạn đang quay hình ở đây nè. Ủa, máy móc đây cái này đâu phải mấy bạn MCV đâu phải không? MCV ta hả? Mấy bé đâu em?
Trời ơi, đây là bán đồ công chúa rồi nữa. Đồ này bữa mình đi ra. Ủa nè, hôm nay cái này bữa mình chưa bữa Nhật á. Phỏng vấn mẹ của Tây á. À trời 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 em Ali nè, em Ali em chạy ra nè. Rồi, đất ơi, đâu mà quân 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 ra ôm em. Chúc mừng em đi. Không có đem mèo, tôi nhắn mèo. Rồi. Chơi trời luôn. Trời ơi, quân chương gì mà nhiều dữ vậy? Cho cô xin xíu nữa. Cố lên nha. Đổ quà. Đây đây giấy. Giờ giờ đi hả? À, nó đang 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 nhau mà. Chị ơi, cố lên nha. Trời ơi, cũng còn năng lượng nhiều dữ. Bye bye. Bye bye chị. Bye bye, sao đi giờ không bye bye. Ơi à, ý là cái này là em chị tí cái này em mới được phát sóng lên TV phải không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nên là đợi em, đợi chị đợi em. Ờ, lấy viết đi chị đi. À, lại à, ký thêm cái giấy này nữa hả Ngọc? Cái này bữa là chị có chụp thông tin passport của Chay qua rồi nè. Có gì liên hệ với bé Vân Anh đó. Vân Anh á. Vân Anh mà bên ấy á. Hay là chút nữa chị gửi qua cho. Dạ cũng được. Con B này là tên bé nè. Dạ chị cứ nè, tặng hiểu dùm gấu bông của con tình yêu đó. À, chị chủ bên Bô Linh tặng cho cháy hả? À. Vậy là cái này là cái này không phải chương trình. Này là cô chắc cô coi video rồi cô thấy cô gặp cháy cô tặng cho cháy con gấu. Còn chương trình đang tặng quà, đang trao quà trong á. Mấy bạn làm rất vả chứ. Sáng dậy sớm mày thấy em đi quay hình đó. Cô nói mẹ mình ừ. Ủa vậy hả, đem xe tới về Mỹ luôn hả? Ừ. Làm này cực lắm chứ không phải mày giỡn đâu. Mình ví dụ như mình vô cái mình ngồi mình trang điểm make up cái mình ngồi mình nói không. Còn mấy bạn này là đằng sau là từng cái chi tiết cực lắm. Ekip đằng sau mới là cái người đem lại cái nội dung hay nè. Cực lắm chứ bộ, từ sáng giờ mà làm từ 8 giờ sáng cho 8 giờ tối luôn. Rồi về tới nhà cái tới 9 10 giờ cái mệt lả người luôn á, ngày mai có chương trình khác. Được không? Ủa chương trình phải tạo thường xuyên để tạo giải trí mà mẹ. Giải trí là vô tận. Đúng rồi, phát sóng từ từ á.
Không, không có tập gì ngoài. Vô lấy luôn, không tập tiếp gì hết trơn. Không có tập gì hết trơn ngoài. Phải đương thích này biết gì đâu tập. À, ông bà cô chú coi nè, về là mệt quá rồi, xong rồi đứa đê luôn ôm em mèo ngủ nè, tối nào giờ cũng ôm em mèo ngủ vậy nè, ngủ dễ thương không? Mới ngủ rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là có Ngọc với mẹ với chị Ngân nè. Chào cả nhà. Đi công chuyện xong rồi cái mình sẽ ghé vô một cái quán này ăn mà Ngọc biết là mẹ với chị Ngân chưa bao giờ ghé. Hồi đó mà con đi ăn cái quán này mẹ là con hồi con còn học lớp 11, lớp 12 gì đó. Mà con đi với mấy đứa bạn của con, cái nhóm mà 5-10 bạn của con á. Đó, mà ăn rất là ngon mà cái vị con nhớ hoài, nên là sẵn hôm nay mình đi công việc ở quận 3. Nên mình sẽ ghé đây mình ăn luôn. Đó là cái quán mà gọi là lẩu cá kèo của bà ở trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Mà cái quán này cũng là tên là lẩu cá kèo Bà Huyện luôn. Đó, rất là nổi tiếng. Thì đi vô tìm lại cái hương vị xưa sẵn cho mẹ với chị Ngân. Mẹ chị Ngân cũng thích ăn cá kèo à phải không? Đúng rồi, con biết sao không? Từ bữa mẹ về Việt Nam tới bữa nay á, là lúc nào mẹ đi chợ mẹ cũng nhìn cái chỗ cái bán cá kèo á Ngân. Ồ vậy hả? Có cá kèo không, mà không có là hình như lúc này là hết con nước cá kèo hay sao á. À. Chợ mình không có bán luôn. Hình như cái quán có chỉ có một lần là sao, nó có món nhiều cá kèo lắm. Chỉ có cá kèo chiên chấm với mắm me nữa sao? Ở đâu, quận mấy? Chị đi quận mấy? Chị đi quận 3. Ồ vậy hả? Để coi có phải không? Hiện tại giờ là 1 giờ trưa, rất là nắng luôn. Nhưng mà nay không có nóng bằng mấy bữa trước mẹ ha. Có mưa ở con. Nay đỡ đỡ nè. Có hai nắng thôi chứ không có như mấy bữa quá trời luôn. Hai ngày có hai cơn mưa cho nên là mát mà bớt thì. Đúng, chính xác, hai ngày có hai cơn mưa. Cơn mưa ngang qua. Nhà đây có một cây vú sữa. À đúng rồi đây nè. À có lý nè. Nhà ở Sài Gòn mà có nguyên cây vú sữa, nguyên cây khế luôn, đã đời không? Như trồng kiển. Quá đẹp mẹ. Quẹo đường này đường gì anh Nhật? Ủa đây luôn hả? Là con đường luôn rồi đó hả? À đây này chắc nó nằm đâu bên tay phải nè anh Nhật nè. À ô đây có một cái chùa nè mẹ. Ô tượng Phật Bà Quan Âm đẹp quá, chùa Xá Lợi. Hình như chùa này mình đi rồi hả sao mẹ ơi? Hồi đó lúc mà con còn nhỏ mình không biết gì, con không nhớ nữa. Quán này hả? Ủa có mở cửa chưa? À có mở cửa rồi nè. Đây lẩu cá kèo 87 Bà Huyện nè. Đó, hình như chỗ này, hình như là đó bữa con với bạn con đi chỗ này luôn á. Rồi, đi vô đây ăn lẩu cá kèo. À, bốn người thôi. Ngồi ngoài hay là phòng lạnh? Ngồi phòng lạnh, Ngọc. Rồi mới lạnh như vậy thôi. Rồi mới lạnh. Dạ. Dạ, đây mát hơn rồi. Dạ. Ừ, rồi tắm rất là rộng rồi, trên lầu cũng có, nhưng mà trong đây thôi có máy lạnh mát ở ngoài kia. Lẩu cá kèo, ở đây là đặc biệt mình là lẩu cá kèo em ha. Cho chị là cái lẩu cá kèo đi. Lớn là bao nhiêu người ăn? Chị cho chị cái lớn ha, cái lẩu cá kèo nè. Có cháo rau đắng nữa ha, có những món rồi. Mấy cái món ấy này là cái nào ngon nè? Các món chiên với ống hấp. Chiên kèo nướng thơm nướng, ăn cá kèo rồi ăn cái kèo chiên nướng gì đó. Ha. Ăn mấy cái khác đi. Ổi nè, cá chiên nè. Cho chị cái rau luộc khô quẹt đi. Bữa giờ về với lại cơm trắng ha. Rồi gì nữa không ta? Vậy được rồi. Vậy được rồi. Nhiều quá. Cảm ơn em. Muốn đi về ngay luôn chị. À, hồ nước đó hả? Rồi cần nước suối, nước ngọt, nước yến, soda chanh đường đi. Soda chanh đường nha, ngon lắm. Mẹ uống thử không? Soda là nó có cái vị ha. À, chị kêu bốn cái soda chanh đường đi. Ừ. Là sao bốn bảy rồi? Mỗi người hai lon là 4-7 á. Mỗi người cái. Rồi thì 4-7 á. À rồi nó tẩy là 4 ly đá. Dạ. Đó chưa gì thấy chén nước mắm mặn này mà bỏ sốt nhiều ớt là thấy ngon rồi nè.
rau nè, có rau nhút nè, nhút rau muống nè, cái này là gì quán tiêu đó? Còn kèo mèo hả? Cây tượng hả? Không, có người gọi là cây tượng mà có người gọi là cây kèo mèo. Rau muống nữa. Giá có lý á. Ngon á. Nhà có việc về với anh Bảo, giờ đời nào anh dẫn mẹ chị Ngân đi. Anh nói gì vậy? Về chưa? Ừ, về chưa? Bảo nhắn tin hỏi về chưa? Nói cho chị chào chú đi tối về. Ba mẹ con đi chơi về. Rồi đây là cái lẩu lớn ha, 290 ngàn. Lẩu như thế này, bún nè, cho chị thêm chắc hai chén bún như vậy nữa ha. Cá là mình có kêu thêm không ta, hay là trong đây là một cái lẩu là nữa? Rồi ok, giờ nào muốn kêu thêm kêu. Đó, kêu thêm hai phần bún này. Không phải mẹ, không phải là cái ấy đâu mẹ, cái này nó làm cay nè. Giờ con đang bị cay mắt nè, đây làm cay mắt đó. Trời ơi nóng, cái thứ nóng lên cái sôi lên cái bỏ rau rồi vô chắc ăn ngon lắm, có bụng quá. Mấy chị em rồi với mẹ đi công việc chưa, ngồi ngay trước mặt đường luôn nè mọi người nè, rất là mát, không nóng luôn á, mát rượi đây ha. Coi cái máy lạnh kìa, rượi luôn. Đây soda chanh đường ha, và cái có bỏ đường đây, chanh thì mình dặn vô nặng luôn hết luôn ha. À, cái mình uống tùy theo con uống chua uống đó, nước có ga, nước đường có ga vô. Nhật mới vừa ra đậu xe xong đây, vô đây địa chỉ nếu mà mọi người muốn tới, từ từ người mọi người gửi comment hoặc hỏi địa chỉ, mà cái video lúc nào cũng quay địa chỉ thôi, mình có cái mình coi kỹ cái video, chỉ sợ là mình không coi video hết, mình lướt lướt qua cái mình không thấy, thấy mình tới đó. Mẹ, mẹ thấy ở trong tủ lạnh con có cái hộp nè. Ồ cái này có 3 địa điểm lận nha. Cái này ở quận 3, toàn mà toàn quận 3 hết trơn, chỉ khác đường thôi. Con thấy cái bún này lạ lạ, con hỏi ủa bún mà giống như bún khô. Bé thì nói là chị ăn nó nhúng vô cái này xong rồi đem ra cũng được, tại vì hơi chín rồi, có bún tươi. Bún khô ngâm nước sôi con. Dạ. Ngộ ha. Rồi thôi bây giờ bỏ bỏ ra vô ha. Lá mè, lá này lá này cần chua á. Có hết rồi luôn chứ hả? Hết rồi luôn. Có rau đắng, rau đắng đồ đồ đầy đủ, rau đắng rau muống. Rồi ok. Đóng nắp lại cái nó sôi lên cái là thôi. Ăn. Đó, vậy rồi giờ ăn được rồi con. Rồi ok. Thôi giờ ăn đây giật. Cái này mình cho mình nhúng cái vô. Hả? Là sao nhúng là không có mình gấp đũa mình nhúng vô, mình bỏ vô chén hay sao mày? Đũa nhúng vô chút nữa. Biết chị kêu bún nó thường vậy, tự nhiên bún này ăn thấy nó lạnh lạ. Rồi giờ đâu có ăn bún. Rồi chén chan hả? Hay là thử bỏ ừ hay đợi đợi nước thịt sôi đổ vô chén thử coi. Rồi cái này nó đã ăn nghĩ ra được rồi. Vậy đó phải. 290 ngàn mà cỡ chừng khoảng 13 đô, 13 đô cho một cái lẩu ở Việt Nam này. Bốn người ạ. Hai tay rồi. Có gặp con bà cô chú nào mà ở nước ngoài lâu có chưa về có giá cho bà cô chú biết. Ví dụ như Ngọc ở Mỹ cần có giá Việt Nam cho bà cô chú ở Việt Nam. Rồi nhịp nhúng nhịp. Cái này lạ quá, cái bún ăn đầu tiên á. Ăn món này lộng cộng quá nè. Hay lộng cộng cái bún thôi. Ở trong này như cũng có tép mỡ trong đó hay gì nữa nè. Tép mỡ với lại hành phi, ủa tỏi phi với con. Chị Ngân làm đến con cá cho em coi, nãy giờ mình chưa thấy cá luôn. Cá lặn ở tầm dưới. Đó lặn quá trời lặn rồi. À, lấy đũa gấp. Ồ. Dĩa hả? Dĩa rồi bỏ lát chanh nha. Lát kèo nè. Đúng rồi, ngày xưa em cũng nhớ là cá kèo sổ bỏ vô, có làm sẵn luôn rồi.
Chắc hồi đó xưa lắm rồi. Giờ ăn miếng nước cắm mặn vô. Mời tất cả mọi người nha, mang cùng cái lại cả nhà mình. Cái này hết đi để nó nát. Này công nhận á, bún này quá ấy quá, ăn phải bún kia mới được chứ còn. Nó order bún kia đi. Bún này ăn kỳ quá, y như ăn bún tàu vậy. Nước chua chua nóng chín thôi, tắt lửa đi con để nóng quá. Bỏ bún vô đi sao sao hả? Bỏ bún vô luôn hả? Thôi thôi kệ, bỏ đại vô thử đi. Không nát không? Không nát đâu. Nguyên cá kèo luôn. Ngon, bỏ thử một dĩa. Ngày xưa con cũng không thích ăn lẩu cá kèo được nhiều đâu. Mà từ ngày mà con ăn ở đây về cái con ăn được cá kèo luôn á. Biết ăn cá với vợ ha. Vâng. Trong này có lá chanh nữa mọi người. Lá chanh. Xin mời cả nhà ha. Mọi người lá chanh nó chua. Ăn nó tươi ngon hơn. Ăn cái mặt con cá hơi đắng đắng mà nó ngon. Đó. Đó là vì cái xanh đó. Cái kho quẹt đó là đang từ chai kia nhánh hai làm đem qua. Nước vừa ăn ha, không có chua quá. Được các bạn ha. Ngon. Rồi cảm ơn em. Cái rau luộc đó thì gồm có là lá cải nè, rồi bông cải nè, đậu bắp nè, đậu rồng nè, có bí nữa. Kho quẹt đơn giản. Đang thử cái chỗ này bán kho quẹt ngon nè. Trong khi đợi bún tươi ra ăn kho quẹt trước. Bữa giờ đợi về đâu ăn kho quẹt đâu. Bữa giờ về là không có ăn cái món kho quẹt nào hết trơn. Con có ăn bông cho đũa được không? Cái lẩu này nè, nhấm lẩu này mình để bông cho đũa vô ăn ngon lắm nè. Rất là thích chấm cái này. Đũa là phải có nhà cậu hai. Có cách mở nữa, để coi chỗ này. Rồi, đúng rồi, cảm ơn nhiều. Cay cay, mặn mặn. Cách mở nè. Ngon. Cái lẩu ngon lắm. Cho ngoài. Cay cay. Mặn. Đúng rồi. Còn cái cay nhỏ như thế này ha. Ăn hết bùi với cơm luôn. Đã. Đã. Nó đã cay cay cay. Giờ có bún mày ăn mới ngon à. Nó mới vừa ăn luôn. Đó. Ngộ ha, cái lẩu mà có tóp mỡ ha. Ai nghĩ lẩu cá kèo bỏ tóp mỡ đâu. Ngon mà Nhật. Nhiều lá chanh nha, lẩu này nhiều lá chanh. Cái gì chanh à? Có mỡ này cả nhà, mỡ này. Lá giang hả? Ủa lá giang hả? Chanh đâu món gì đâu.
lá chanh, lá ghép này chua dữ vậy. Lá giang nó lẩu chua mà. Ờ đúng rồi ha. Ồ. Đây là lá giang. Nhìn cá. Mấy cô mấy chị mà bên Mỹ á mẹ gọi hỏi cho con nói trời ơi chị thấy em về Việt Nam đi đây đó ăn quá trời đồ vui chị mê quá trời mê. Ở bên đây á hả ăn đồ tươi lắm á hả, cá tươi thịt tươi rồi quá trời ngon luôn đó nha. Bởi vậy bên đây á mình ham lắm, khoái đi chợ thấy cá thấy tôm thấy cái gì mà cũng ham, rau củ nữa nấm đồ á cái gì mà không ham. Cứ suy nghĩ hoài đi ra tới đây nãy ông giờ sạch một hồ sạch sạch không biết bao nhiêu quán mấy hồ đẹp vô. Cô khoái ăn đồ bắp chấm như kho quẹt quá. Ăn xong rồi, bây giờ đi ra. Hồi nãy ăn vậy á, mọi người thấy vậy cái phần ăn hồi nãy là 552.000 thì có nghĩa là khoảng chưa tới 25 đô la tiền Mỹ á. Rồi bây giờ đi ngang chỗ này thấy cái quán này có chỗ bán cà phê trứng, chạy vô mua ly cà phê trứng uống thử. Nhưng mà hả chị Ngân chỉ nói là không có thấy khách, khách không có nhiều mà toàn thấy rapper á, rapper đứng chờ lấy đồ để đem đi cho khách á. Nè mọi người, rap food rồi gì nhiều rap go Việt rồi rap rồi đi min rồi bi quá trời luôn. Việt Nam bây giờ mấy cái hệ thống mà giao hàng nhanh là nhiều lắm không nha. Vì một cửa hàng toàn xanh đỏ tím vàng không. Đây cà phê trứng uống thử nè chị Ngân, này chị Ngân lấy trước đi. Cà phê trứng này chỉ có Ngọc với chị Ngân uống thôi, mẹ uống chung xí xí thôi à. Mẹ đưa mẹ uống thử cho biết thì giờ chiều mẹ Nhật uống gì ạ? À, bọn mày mấy cấp hả? Thank you. Nào giờ con nghĩ mày chưa uống cà phê trứng nè. Đúng rồi. Cà phê sữa rồi này kia mày uống, như cà phê trứng mày chưa uống. Đúng rồi. Cà phê muối quá hả? Nhiêu ly anh Nhật? 55.000 một ly. 55.000 ly là 2 ly là 110. Cỡ chừng 5 đô, 5 đô cho 2 ly. Đảo lên. Đâu? Cho hết hơn 2 đô chứ. Hết mẹ tối cà phê muối quá hả, mày có thử rồi ngon. Cà phê muối hả? Đúng rồi. Rồi thử cà phê trứng thử ha. Thơm béo ngọt ha. Có lý. Thôi giờ này là con tại vì em thấy cũng còn sớm, cũng 2 giờ uống được chứ còn trễ trễ nó uống được. Bữa hổm mấy nó tụi nó mua uống rất là béo, nó không có đậm đặc cà phê như là cà phê bình thường, nó béo vô lắm, uống trong nó có cái hậu béo mà không phải béo của do sữa nhưng mà ngọt á thì ngọt vừa chứ không có ngọt nhiều quá ngọt á. Vô trong máy đánh bánh cà bủi nha, trời chuối là trời cái chân tươi hả? Chứ một ly cà phê làm thì nhanh ha. Ngon. Xong rồi cái Ngọc với anh Bảo với chị Ngân, anh Bảo book vé đi coi phim, phim con nhóc mót chồng. Rồi xong cái đi mua thêm một vài thứ ở dưới siêu thị Rất Te. Giờ thì mấy chị em về kết thúc một ngày ở đây. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi cái video clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người.